Hello, xin chào anh chị, chào mừng chị quay trở lại với võthanhduy.com. Trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn anh chị cách chúng ta upload các cái định dạng file tùy chỉnh vào trong phần media của WordPress. Thì WordPress mặc định là nó chỉ cho chúng ta upload một vài cái định dạng file phổ biến thôi, ví dụ như là các file hình như là GB, GBG nè, JPEG nè, rồi BNG nè, GIF nè, ICO nè, WebP nè, rồi các file như là MP3, MP4, rồi chấm WMV, WMV hoặc là những cái file như là PDF nè, file doc nè, docx nè, XLS nè, XLSX nè, PPT nè, đó. Thì những cái định dạng này á, thì ngoài ra còn một vài cái định dạng nữa mà mình chưa kể hết ha. Thì những cái định dạng này định dạng rất là phổ biến rồi, cho nên là WordPress nó cho phép chúng ta up. Còn những cái định dạng mà không phổ biến thì nó sẽ hiển thị cái cảnh báo là vì lý do bảo mật bạn không thể upload được cái định dạng file này. Đó, cho nên là chúng ta cần phải cài thêm một login nữa. Hoặc là anh chị có thể là vào trong cái file là wp-config á, chúng ta thêm một cái đoạn là khai báo upload các cái định dạng file tùy chỉnh á, thì nó sẽ cho chúng ta up ha. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh chị là cài login cho nó nhanh. Rồi đầu tiên là chúng ta vào trong cái trang của mình. Rồi. Mình vào admin ha. Sau đó thì anh chị bấm vào cái mục là plugin nè. Rồi chúng ta kích vào cài mới này. Rồi, anh chị sẽ tìm cho thầy cái tên là file mình gọi từ khóa là upload file type. Đó, nó sẽ ra rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái plugin tên là file upload type by WP form đây. Đó. Rồi mình bấm cài đặt. Sau đó thì anh chị bấm kích hoạt luôn. Đó, sau khi kích hoạt xong rồi á, thì nó sẽ nằm ở đâu anh chị? Anh chị ra thử chuột vào trong cái mục cài đặt này, chúng ta sẽ thấy nằm ở đây này. Chúng ta kích vào. À, thì ở đây là nó cho chúng ta là chọn các cái định dạng file mà anh chị muốn up mà WordPress mặc định nó không cho. Ví dụ như là file 3D crossword nè. Đó, cái đuôi là x3d nè. Hoặc là ở đây chúng ta thấy là nó có rất là nhiều đuôi lạ đúng không? Thì anh chị có thể search ở đây ha, ví dụ như là thầy muốn upload một cái phong cái đuôi là TTF đi, thì mình sẽ gõ cái đuôi là TTF ở đây đó, sau đó chúng ta chọn ở đây đó. Thì cái TTF này là cái true type phong. Đối với cái định dạng phong thường thì chúng ta sẽ thấy là WOF 2 TTF đó, thì ở đây thầy sẽ chọn là TTF nè, hoặc là chúng ta gõ thử chữ off WOF rồi có hay không ha, đây WOF đây. Đó, thử Word 2 coi có không? Word 2 nó không có. Rồi. Đó, sau khi mà chúng ta chọn xong rồi thì anh chị có thể là bấm save. Đó, thì từ lúc này trở đi là chúng ta có thể là upload thoải mái các cái đuôi mà chúng ta vừa vừa chọn. Đó. Ở đây á, đôi khi là anh chị search một vài cái đuôi mà ở trong cái bảng này nó không có, thì chúng ta có thể là chúng ta bấm vào đây. Khoan nha, anh chị sẽ tìm cho thầy cái đường link là chúng ta gọi cái là work, ví dụ là work 2 me type. Rồi mình sẽ bấm vào cái trang mà nó cho chúng ta thông tin để chúng ta khai báo. Ví dụ như đây anh chị có thể kích vào cái đây cái này đó, thì đây chúng ta có thể là kéo xuống dưới nè, ở đây thì mình có một cái trang là mini file type của Mozilla.
mình gõ đúng cái từ khóa này đó, mình bấm vào đây. Rồi ở đây thì mình thử coi cái định dạng là W đây đó, thì mình muốn thêm cái đuôi này vào đúng không? Thì bây giờ anh chị sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ gõ cái file description, thì mình cứ gõ là cái tên đuôi thôi đó. Rồi cái meme type nè thì mình sẽ copy cái này đó. Mình dán nó vô đây. Rồi cuối cùng là cái extension để mình gõ chấm là gì? WOFF2. Sau đó anh chị bấm save. Đó, thì nó sẽ nằm ở trên này ha. Nó sẽ nằm ở trên này nè. Thì từ bây giờ trở đi thì anh chị upload thoải mái đúng không? Rồi, anh chị nhớ lưu lại cái trang này ha. Cái trang này là giúp cho chúng ta khai báo các cái định dạng mà chúng ta không tìm thấy ở trong cái plugin này á, thì chúng ta có thể là truy cứu ở đây. Cái trang này nó gọi là Common Meme Type. Đây, chị gõ thêm từ khóa là Mozilla nó sẽ ra. Đó, mình bấm vô đây nè. Rồi, anh chị lưu lại cái trang này. Ok ha anh chị. Rồi, nhưng mà thường thì các cái đuôi mà phổ biến thì nó nằm hết ở đây rồi. Đó, sau khi thêm là bấm save thôi.